Tình cảm vượt mức chị em của Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên. Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên có mối quan hệ rất thân thiết. Noo Phước Thịnh là ca sĩ nổi tiếng của Vbiz với hàng loạt hit đình đám như Gạt Đi Nước Mắt, Chờ Ngày Mưa Tan, Đổi Thay. Ngoài ra, chàng trai sinh năm 1988 còn tham gia vào nhiều show truyền hình và giành được không ít giải thưởng danh giá như HTV Awards, Làn Sóng Xanh. Những ngày nay, cái tên Noo Phước Thịnh lại càng trở nên hot hơn bao giờ hết khi có màn trình diễn xuất sắc tại Asia Song Festival 2016 được tổ chức tại Hàn Quốc. Noo Phước Thịnh cũng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức fan meeting tại xứ Kim Chi với hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt. Hiếm ai biết được rằng, nhờ có Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh mới trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu và giành lấy danh hiệu hoàng tử V-pop như hiện nay. Noo Phước Thịnh là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu gương mặt điển trai, anh trở thành người mẫu tin và bắt đầu giành được sự chú ý từ giới trẻ. Trong hậu trường một show thời trang, Thủy Tiên phát hiện thấy khả năng ca hát của Noo Phước Thịnh khi đang ngân nga nhạc trịnh. Chàng trai sinh năm 1988 được mời đến công ty của Thủy Tiên để thử giọng. Lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2009, Noo Phước Thịnh đã được song ca với Đông Nhi, ca sĩ hot nhất nhì lúc bấy giờ. Trong thời gian tập luyện cho âm nhạc, Noo Phước Thịnh không ít lần nản chí, nhưng những lời góp ý thẳng thắn của Thủy Tiên đã giúp anh suy nghĩ và có động lực bước tiếp. Tiền lương đi hát Noo Phước Thịnh nhận được đầu tiên cũng được trích từ một phần cachet của đàn chị. Nam ca sĩ Gạt Đi Nước Mắt từng chia sẻ rằng, tôi nhớ một lần đi hát về, chị Tiên nhờ quản lý đưa tiền cho tôi. Tôi hỏi ở đâu có tiền này, người đó bảo chị Tiên nhận show với điều kiện phải cho Noo Phước Thịnh hát, cachet được 10%, thì chị Tiên lấy 7% và chích 3% ra trả cho tôi. Với tôi, chị Tiên như một người chị đã mở ra con đường cho tôi vậy, đến giờ tôi vẫn biết ơn chị ấy. Noo Phước Thịnh cũng từng không ít dịp hợp tác cùng Thủy Tiên và mỗi lần đều trở thành chủ đề nóng được dư luận quan tâm. Cả hai được biết là chủ nhân của ca khúc Yêu Làm Chi và Quay Về Đi. Noo Phước Thịnh tâm sự, có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi đã được Thủy Tiên quá nâng đỡ ưu ái, như để hát chung ca khúc trong phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc hay chụp ảnh chung. Nhưng bản thân tôi nghĩ khác, ngoài việc nâng đỡ nhau như chị em trong nghề, chị ấy chắc cũng đã nhìn nhận tôi ở một chiếc giọng phù hợp để có thể hát song ca với nhau. Đặc biệt trong năm 2015, Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh còn phát hành bộ phim ca nhạc mang tên Chuyện Tình Marivest. Trong phim ngắn này, cả hai thầy trò có nhiều cảnh nồng nàn của một đôi tình nhân, khiến không ít người xem nghẹt thở. Thậm chí, cảnh khóa môi giữa hai ca sĩ phải quay đi quay lại 20 lần và Thủy Tiên phải xin phép ông xã công viên trước khi diễn cảnh tình cảm với đàn em. Mối quan hệ của hai người từng vướng tin đồn bất hòa khi nam ca sĩ bất ngờ bỏ vai trong bộ phim Thủy Tiên làm nhà sản xuất. Nhiều người chỉ trích Noo Phước Thịnh vô ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván. Tuy nhiên, người trong cuộc khẳng định không hề có chuyện rạn nứt tình cảm. Cả hai cũng sánh đôi trong VTV Awards diễn ra sau đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!